Hello nè, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai từ khi ra mắt cái con tướng mới sặc Akatsuki. Rồi, thì con này ngày hôm qua đến giờ anh em test rồi các thứ cũng đã nhiều rồi anh em ha. Ngày hôm nay thì mình sẽ test cái con sặc này kỹ lại một lần nữa và đánh giá về cái sức mạnh của em nó. Ngày hôm qua test thì nói chung là bị lỗi đó anh em. Đồng đội khi mà đánh nó không có hắc hỏa đó. Thì ngày hôm nay cũng đã fit đồ ok rồi. Nhưng mà thằng sặc này hiện giờ có mạnh hay là không, có đáng chơi là không thì chúng ta sẽ cùng xem video này luôn. Hiện giờ mình đang cầm ở trong tay thằng sặc Akatsuki E5 nha anh em. Tiên thuật 1 luôn rồi, trời ơi. Đang ở ạc của bạn Nam Edo nha anh em, Nam Edo. Rồi, trước khi mà chúng ta xem thằng sặc đi thì chúng ta sẽ cùng review sơ bộ về cái event tuần. Và cũng như là hiện giờ đang có event web rồi các thứ á. Thì mình sẽ review cho anh em xem luôn nha. Rồi, đầu tiên á thì chúng ta sẽ xem event web đi anh em ơi. Event web đợt này thì nó sẽ có cái phần quà, nói chung là y chang như những cái event web khác thôi anh em ơi, y chang như vậy luôn ha. Rồi ok, đăng nhập vô nha. Chúng ta chọn server rồi sau đó là chúng ta sẽ lấy những cái lượt, thêm lượt nha anh em. Đây, thêm lượt đợt này thì nó sẽ không có bên YouTube anh em nha. Đây, chia sẻ là ngày được 3 lượt nha anh em. Ủa sao 5 lượt dữ vậy ta? Để coi coi. À, mỗi ngày là đăng nhập được 3 lượt lận anh em nha. Rồi, nạp thêm 18k là chúng ta sẽ nhận được thêm một lượt, y chang như những event khác rồi nha. Trời ơi, ngày hôm nay anh em cày được tới 250 rồi, gần 250 rồi nè. Quà ở trong này thì để mình coi thể lệ đi. Nó sẽ gồm có code rồi các thứ nha anh em, y chang như mấy event web khác thôi. Code làng lá nè, code tộc Uchiha, code tổ chức Akatsuki và code đại chiến bác vĩ. 4 code nha anh em, cũng tổng cộng sẽ có 4 code. Đợt này thì mới có ngày đầu thôi nè, chắc anh em chưa có dư code nhiều đâu. Thì anh em dư code thì có thể gửi vào trong cái Facebook của mình nha anh em. Facebook mình sẽ để dưới phần comment mình ghim lại để cho anh em nào mà đang dư code á, có thể share cho mình để mình share cho anh em ở trên kênh. Rồi đây anh em, đây là những số quà để mà chúng ta đạt được ở trong này. À rồi, để vô trong này coi cái quà tổng anh em ha. Quà tổng đợt này thì chúng ta hình như là có quà 1M thôi anh em nha, 700.000 đồng 1M thôi chứ không có 2M như đợt trước đâu. Quà 1M lượt quay á, tổng tất cả server thì chúng ta sẽ có tướng sặc là một con, Hashirama Edo một con nha anh em. À đây, quà 700.000 nè anh em. Rồi ok, đó là về cái event web anh em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái event ở trong game đi. Thì game hiện giờ đang có quỳ mì ramen, anh em có thể bỏ ra 300+ cario để anh em lấy thêm cái lồng đèn ở trong này anh em ha. À, hoặc là cốc này thì chỉ giá tầm có chừng 100+ thôi, 100+ cario. Trời ơi, ạc này 4.000.000 rio anh em ơi. Nhìn rio thèm thiệt. Trời ơi, đợt mình mới xả có 1.800.000 rio là thấy bà rồi anh em. Sẽ có thêm cái vượt ngục. À, ủa cái này đúng vượt ngục không ta? Đúng rồi, huyết ngục anh em. Lộn, huyết ngục. Ráng cố gắng anh em đi 72 lần để anh em lấy luôn, 36 lần anh em ơi, để anh em lấy luôn mấy cái con phút hình nhân được các thứ nha. 36 lần là đúng một cái room 1, anh em đi bên room 1 thôi nha mấy ông. Trời ơi, đừng có đi bên kia nha. Đừng có đi bên room 2 là nó tính hai luôn đấy. Đợt này chúng ta sẽ có chiêu mộ cuộn đặc biệt. Má ơi, xả 2000+ rồi nè, hạng 4 luôn nè anh em. Chiêu mộ cuộn đặc biệt ha, ông Lít Sài Gòn, Đức Sài Gòn là xả 5630 là mát tiên thuật nha anh em. Hiện giờ ông Đức Sài Gòn cũng đã có mát thiên thuật về con sặc Akatsuki luôn rồi. Top kinh nghiệm VIP. À được cái khung, ồ kinh nghiệm VIP đợt này lỏ thế nhờ. Được mấy cái đá thông linh thạch đồ các thứ thôi nè. Chiêu mộ đặc biệt thì top đợt này chúng ta được cái ván lướt ngôi sao anh em ơi, top 1 nè. Ôi ôi, bỏ ra 6.000 đi thì may ra, nhưng mà phải nhắn tin với ông Đức kêu nhường nha. Chứ mà bỏ 6.000 cụ đặc biệt ra thì nó hơi chua đáy. Rồi ok, đó là về cái event đua top rồi cái thứ nha. Đợt này chúng ta sẽ có rồi nạp liên tiếp nè, rồi chiêu mộ đặc biệt anh em ha. Cái này thì anh em khá là rành rồi. Có huyết ngục cũng như đợt này có trách ra cực hạn đánh boss đó nha mấy ông. Có đổi bộ đồ nghề nữa nè. Rồi đại chiến những giả nên anh em nạp thì nói chung là được cụ Edo. Hiện giờ anh em đang bị cái lỗi hiển thị cái con sặc Akatsuki bằng con Shizune, hình con Shizune không à. Nên anh em có thể xóa game tải lại hoặc là xóa mấy cái dữ liệu game á, xong rồi tải lại là nó sẽ bình thường lại nha anh em. Dành cho những ông nào chưa biết. Rồi để coi coi, trời ơi, đây là đánh boss anh em ha. Để coi shop Killer Bee coi. Shop Killer Bee thì nó cũng sẽ y chang như cũ, túi áo cam 7 biển. À, áo cam thì cũng ngon nè anh em, nhưng mà nó không có nộ anh em ha. Đại kinh đao rồi nè. À, nói chung là cái này y chang như mấy cái sự kiện khác thôi anh em, y xì như vậy. Ưu đãi coi, Conan Giáng Sinh mà nó bán mắc dữ vậy ta, 180 thì còn suy nghĩ chứ 499 thì ôi ôi rồi. Đây, ôi ôi,
gói này gói 1 triệu mấy nha anh em, chứ không phải gói 100 mấy đâu, đừng nhìn nhầm nha. 1.299.000 đấy, quá chua anh em ơi. Cái gói này hồi tuần trước nó có bán rồi, nó chưa bán gói sạc nha anh em, chưa bán gói sạc. Anh em muốn nạp sạc thì anh em có thể nạp cái gói này nè, nó có bán sạc nè anh em. À, nó hiển thị con Shizune nhưng mà thực sự ra là con sạc mới đúng nha. À, để coi coi còn gói nào bán sạc nữa không. Đây nhiệm vụ S. Nhiệm vụ S này nó chắc bán con sạc ở đây, một con sạc bên này nữa nè. Rồi đại chiến những giả đợt này nó bán con Hashirama Edo anh em ha. Hashirama Edo cũng đã vào trong L2 tùy chọn rồi. Thì ngày mai đi anh em thì mình sẽ vào mình build cái hạt này của mình lại rồi test thêm sạc cho anh em xem. Rồi sạc này thì nói chung là cái chỉ số nó hiện giờ đang rơi vào khoảng là 6 triệu rưỡi công nha anh em. Má ơi, tốc của nó là 2783. Đang tiên thuật 1 thôi nha anh em, mà cái công của nó đang rơi vào khoảng 6 triệu mấy công rồi má ơi. Cái công của ông sạc của ông Đức Sài Gòn, Lít Sài Gòn đó anh em, nó rơi vào khoảng 12 triệu. Thằng sạc mà 12 triệu công, trời ơi trời, nó đốt một cái bố ai mà đỡ nổi. Nhưng mà hiện giờ thằng sạc này đang bị counter rất là cứng bởi cái mọc thuẫn của cụ Hashirama V1. À đây anh em, mọc thuẫn giảm 99% các loại xét thương vào cuối lượt đó anh em. Với lại thằng sạc này là hệ thường nên là đi với lại những cái con tướng âm dương á thì nó hơi khó chơi game một tí, bởi vì nó sẽ không có hưởng được mấy cái búp của cái con Hashirama Edo. Đó nên là đợt này thì thằng sạc này nói chung là bị cụ V1 khắc chế quá. Rồi cũng như là khá là khó để mà sống sót trong game á. Nên là cái khả năng em nó sụp khá là cao nha anh em. Đó là cái thông tin mà mình nhận được từ các bạn Ro Player và cũng như là các anh em mà là test game được các thứ á. Đánh giá thằng sạc này không cao nha anh em, bởi vì cái kỹ năng của nó bị câu tờ quá. Nhưng mà cái khả năng để mình test luôn, để mình rảnh mình sẽ test luôn cái khả năng là leo thụ được cái thứ, leo thụ ghê lắm nha anh em. Nó câu tờ con đào hơi bị kinh. Rồi ok, không nói nhiều nữa em ơi, bây giờ sẽ vô test thử cái con sạc này cho anh em xem đánh đấm như thế nào luôn nha anh em. Đây ây da, coi ok, sạc Akatsuki. À quên anh em, tí ra hồi nữa kết cho nó mấy cái ấn nữa anh em hả. Thể theo lời yêu cầu của ông chủ ạc thì sẽ kết cho em nó vài cái ấn. Ngày hôm qua mình test thì không có cái vụ mà team đánh thì sẽ có nhận được khắc hỏa. Còn bây giờ thì đã nhận được khắc hỏa rồi nha anh em. Đã nhận được khắc hỏa rồi. Ủa ôi, ạc này nó ao trình cái mấy cái thằng này quá anh em ơi. Nên là nhiều khi không có gây, không có xem được cái sức mạnh của thằng sạc kỹ lắm đâu. Chắc phải bỏ bớt ra thằng na đồ các thứ anh em. Trời đốt kìa anh em. Cái này là do đam của mấy con khác thôi, chứ sạc thực sự ra thì đốt không có đau dữ gì đâu nha mấy ông. Tí coi đam nha, 6 triệu rưỡi công là một con số rất là lớn nha anh em. 6 triệu rưỡi công là một con số rất là lớn đấy. Nói chung là trước mắt là như vậy anh em. Còn sau thì để coi coi thằng sạc này nó đi với ai được hợp lý anh em ơi thì chơi được. Còn về cái khả năng đeo thụ nó mình đánh giá khá là cao nha anh em. Bởi vì nó trị được cái hồi máu của con đào á anh em. Nhìn tội nghiệp luôn á, đánh con đào nhìn tội luôn ấy. Cái nộ của nó cũng thấp nữa nha anh em. Đây, đam nè anh em. Đam đánh BK là tầm cỡ chừng 500 triệu à, 500 triệu thôi anh em. Để mình đánh boss, để mình đi kiếm cho nó cái ấn đi anh em ơi. Thể theo lời yêu cầu của chủ hàng thì sẽ kiếm cho nó mấy cái ấn làng cỏ. Mấy ấn ta, để mình coi coi bao nhiêu ấn là chế tác nha anh em. Hay và ấn làng cỏ hiện giờ đang có 5 cái. À, để mình coi coi ổng nhắn tin là được làm bao nhiêu cái, hình như là 4 cái hay 5 cái gì đó anh em. Rồi, đập hình như là 5 ấn nha anh em, 5 ấn làng cỏ cho con sạc Akatsuki này luôn. Hay và rồi, sử dụng vô đập luôn nha mấy ông. Tay con này là tình báo nên là sẽ đập hệ tình báo nha, ấn làng cỏ luôn nha. Chế tác, trời ơi chết tôi rồi, không đỏ rồi. Ôi, pha này căng nha anh em. Má ơi, không có công luôn anh em. Cần tốc và công nha anh em, cần hai chỉ số tốc và công. Chán thật luôn ấy. Trời ơi, chế mồi nha anh em, để chế mồi rồi, ok, ngon rồi đấy. Chỉ gì mà nó không nổ ra cái ấn xịn cho mình, ấn đỏ mà còn ấn lỏ nữa chứ. Ấn cam mà còn ấn lỏ nó đây, ấn này mới xịn này. Tóc. Trời ơi, chí mạng chặn, trời ơi chết rồi anh em ơi, tay thúi rồi, tay thúi rồi, đánh vào địch hóa đá đâu mà nhiều dữ vậy. Chết cái nữa coi, rồi xong ra ứng cam luôn rồi. Có công có tóc là được nha, công tóc. Chết tôi rồi. Không ổn rồi anh em ơi, chặn chí mạng. Tay thúi quắc rồi mấy ông ơi. Tiếp tục, ui, ứng xịn luôn nè. Trời ơi á.
Nãy giờ là ba ứng và tàn ứng lỏ không mấy ông ơi. Đây ứng đỏ đây, ứng đỏ đây. Nặng nha, công tóc nha. Máu chặn, trời ơi. Xuyên miễn trống hả? Ôi ôi, ứng tóc quá. Cái này mà lấy tóc lấy cái máu chi nhiều vậy ta. Cái này mà phần trăm công thì lại ngon anh em. Cái cuối nha. Thủ giáp miễn trống. Trời ơi, không có cái gì ngon luôn anh em ơi. Rồi ơi, xin lỗi chủ ạc nhiều nha. Tay hôm nay hơi thúi. Nhưng mà được cái có phá giáp nè anh em. Chán ghê á, để coi coi thằng sặc này thì để gắn ấn gì hợp lý cho nó. Ủa cái này tăng công dữ nè. Trời ơi, tăng phần trăm công quá trời luôn em. Cái này phần trăm công tính ra nó cũng ngon hơn cái ấn hồi nãy mình làm nữa nè em. 6 triệu mấy. Thêm máu cho nó cũng được anh em nhờ. Xuyên miễn chống máu ơi, cái này xuyên miễn chống hai vòng khá là ngon đấy nha anh em. Cái này tính ra cũng ngon đấy. Chặn chí mạng, thằng sặc này không cần chí mạng nha anh em. Không cần chí mạng cho lắm nè. Hôm nay làm ấn ra tàn ấn cùi không à. Có phá giáp này ngon nè. Có phá giáp ngon nè. Nhưng mà nó không có công nha anh em. Mất công rồi. Cái này có vừa có máu vừa có công. Tính ra nó ngon hơn đấy. 1, 2, 3. Kiếm thêm một cái nó đi nè. Cái này có phần trăm công có tốc độ luôn nè. Tính ra nó còn xịn hơn cái ấn mình làm nữa nè. Tính ra cái ấn hồi nãy nó còn xịn hơn nữa. Ây da, 1, 2, 3. Đang 3 ấn rồi. Để gỡ cái này ra luôn đi. Cho nó ấn tóc xíu anh em, một xíu tóc nha. Ôi ôi á, kiếm mấy cái ấn kiểu này là chết. À cái này cũng được nè. Xuyên miễn trống nè. Nhưng mà thằng sạc này thì nó đâu có cái gì CC đâu, xuyên miễn trống ta. Chiến mạng chặn chỉ huy. Thôi cầm đỡ cái này đi, có phần trăm máu. Rồi, ok, bốn cái ấn làng cỏ anh em ơi. Má ơi, tay thật này túi thiệt sự anh em. Túi quắc luôn ấy. Rồi, giờ vô đi BK thử nha, để coi coi công của thằng sạc nó rớt xuống còn nhiêu, 6 triệu không ta. 5 triệu, ui ui, build lên được chút tóc mà rớt xuống còn có 5 triệu công rồi anh em. Đang cầm cái thỏ ngọc nha anh em, có xét thương chuẩn, có tóc, có cả, ui, xét thương chuẩn tới 160%, 40% công anh em ơi. Đang chơi công công xét thương chuẩn luôn này. Rớt xuống cả triệu công luôn chứ phải cả trưởng à. Trời ơi, cái ứng cỏ nó tàn lỏ không anh em ơi, ứng cỏ khó mà chúng ta khó có thể nào mà kiếm được cái ứng nào mà vừa có tóc vừa có công lắm anh em. Một trong hai thôi mà khó tìm lắm chứ không phải không đâu. Rồi cho em nó một chút tóc để đi BK thử coi như thế nào nha anh em. Bên này thì có ui, hình như là cụ Edo bên kia là có hồi sinh rồi anh em ơi, có tiên thuật 3 rồi nên là sẽ có hồi sinh nha anh em. Đây anh em coi coi chị con đào được như thế nào nha. Cấm pha này là có hắc hỏa luôn này, ngon. Ở bên kia không có Shizune nha anh em, không có Shizune. Shizune ạc này thì nói chung là chơi cũng tạm ok rồi. Ui, chuyển sinh hết luôn kìa. Anh em thấy cái quả bên kia nó vừa mới tới tên một cái nó chuyển sinh hết luôn không anh em. Không biết cái đam đó là đam của ai nữa, để tí ra xem đam của con sặc nha anh em. Chủ yếu là anh em coi đam ấy. Hắc hỏa đốt quá trời, team bên này hơi chôn tí anh em nhờ. Team bên này không có Shizune, thường bây giờ ai cũng có Shizune trong người cả anh em. Nên là test ở trên Shizune thì mới thấy được sức mạnh của thằng sạc hơn. Bên kia bị đốt hẹo hết hay sao nè mời, ghê quá. Thằng sạc này tính là đốt mạnh lắm nha anh em, không có yếu đâu. Nhưng mà bị cái là nó bị khắc chế bởi cụ Edo nhiều quá thôi. Cụ V1 nhiều quá thôi. Có cái mọc thuẫn anh em, nó khắc chế đốt ghê lắm. Nên là mấy cái tên đầu hầu như là bị block hết mấy cái đam đốt à. Nhưng mà cái pha hồi nãy là không biết là... Ủa? À, ở bên kia cũng chơi cụ V1 mà. Cũng có mọc thuẫn mà anh em. Đầu game cũng có mọc thuẫn rồi các thứ mà. Chứ đâu phải yếu đâu. Hạt tiểu ca nè, hạt của ông Rắc ngày xưa hay sao nè. Giờ hết nạp rồi nên là không có Shizune anh em ha. Không có Shizune để chơi. Uầy. Đam cụ Edo không à, đam thằng sạc thì nó rơi vào khoảng 200 triệu anh em ơi, không có to lắm ha, đam hơi bị bé. Để mình đánh ông Mazda đi, ông Mazda này mạnh này, có Shizune 5 rồi test dễ nè. Chơi 5 âm dương rồi nha anh em, hiện giờ thì anh em lên cụ Edo lên tiên thuật hầu như gần max hết luôn rồi. Chọi trước nè, có hắc hỏa nha anh em. Thường thì chọi trước ở bên, Shizune bên kia không có... không có búp được anh em nha. Đứa nào mà hồi sinh thì nó sẽ mất cái mọc thuẫn luôn nha anh em. Ui tính ra cũng được á chứ nhờ bị counter như vậy. Nhưng mà tính ra nếu mà chúng ta có tóc cao hơn á dễ win hơn anh em. D
đi thằng sặc này đi theo cũng được, nhưng mà phải có Shizune bảo kê nha mấy ông. Không có Shizune xịn bảo kê là bất kể anh em chơi đội hình gì nó cũng khó cả. Đây bây giờ mới nổ được nè, à, hắc hỏa hết này. Con Shizune với lại con Edo của Hashirama Edo là không chọn là mục tiêu nên là nó sẽ không dính hắc hỏa nha anh em. Ôi đốt kìa, hẹo được thằng sặc kìa anh em. Coi thử pha này đốt thêm rồi có được hay không anh em. Thường á thì cái mộc thuẫn á anh em, đối với lại ông nào mà có Shizune bảo kê tốt á thì cái mộc thuẫn đó nó mới giữ nguyên được nhiều. Còn mà ông nào mà cầm cái mộc thuẫn á, ông nào mà cầm cái đội hình mà yếu hơn á, khó có thể nào mà lật kèo với con Shizune này đối với lại mấy ông là lực chiến cao cả anh em. Bởi vì khi mà bị dồn đam á là chúng ta bị mất cái mộc thuẫn rồi. Nên là thằng sặc đánh vô là nó đánh ở cái mạng thứ hai chịu cũng không nổi. Để mình tháo bớt tim ra này, bơi tim này mạnh quá, sợ mấy ông ở bên này chịu không nổi ha. Rồi coi đam nha. Này đam sặc anh em, khá yếu hả? Đam sặc khá yếu. Đây để tháo bớt thằng Na rồi các thứ ra chứ để thằng sặc vô nó đánh một mình nó thì may ra mới chịu nổi anh em hả? Rồi ok, tháo bớt Hidan luôn đi. Team thì cần cụ Edo nộ lên với lại con Shizune nộ là ok rồi. Má ơi nó nộ 3 mát một lần. Rồi cụ Edo đấm một cái bên kia là cũng tắt thở nha anh em. Tắt thở đấy. Mất mộc thuẫn luôn. Nên là team tóc cao thì chúng ta có thể phá vỡ cái mộc thuẫn được anh em, để cho thằng sặc nó chơi game được. Còn mà team tóc không cao mà bị đánh sâu nữa là coi như thằng sặc khó chơi game lắm nha anh em. Đó là cái vấn đề của thằng sặc hiện giờ đấy. Rồi coi quả này đốt nha. Nếu mà nó đốt mạnh thì thằng Hidan nó đã hẹo trước đó rồi anh em nhờ. Cái nộ của nó cũng đam cũng không cao đâu nha anh em. Nộ đó anh em cũng tạm được. Trời, bị phản đam hẹo đi kìa. Ui, bị phản đam hẹo rồi. My god, thằng sặc này nó hẹo á thì team chúng ta sẽ khi mà đánh thì sẽ không có nhận được hắc hỏa nha anh em. Không nhận được hắc hỏa đâu. 500 triệu à, đam khá là bé anh em hả. Để bên mấy ông khác coi. Nhiều ông mạnh lắm anh em. Ấy cụ Edo mới có. À được được được, ở đây mày được nè. Bởi vì mình chơi có 4 con mà. Ok. Sặc này. Đây có, mình thấy có hắc hỏa rồi nha anh em. Đó, ui dồn đam kiểu này thì làm sao mà đỡ nổi. Dồn đam mà hồi sinh nguyên một team bên kia là coi như là mất cái mộc thuẫn liền nha anh em. Mất mộc thuẫn liền. Để mình đánh với lại ông Đức Sài Gòn thử nha anh em. Đức Sài Gòn cũng có con Shizune, con sặc Akatsuki Mad Bin luôn ấy. Đây 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 đây. Bỏ tim đàng hoàng vô đánh nha. Đây anh em sặc đây. Ôi ôi, coi sặc bên kia đốt là biết liền anh em. Coi sặc bên kia đốt là biết liền ha. Một nộ nè. Đánh thường. Chết rồi, con Na nó nổ trước rồi. Bố ai mà đỡ nổi đây. Ôi ôi. Oh my god. Mạnh quá. Quỷ Na mạnh dữ vậy. Trời cho một cái há mỏ luôn anh em ơi, ghê thật. Na này cũng đi theo đường tóc đây nè, nhưng mà ứng của ổng chắc là có tóc có công ghê lắm. Na bên mình bị chói rồi mới nhục chứ anh em. Ok, ngon. Rồi coi hắc hỏa nó đốt xuyên cái khiên của Shizune như thế nào luôn nha anh em. Cả hai bên đều có hắc hỏa ha, nên là anh em dễ xem. Tất cả đều đang bị block, đang cái khiên Shizune block hết đam của sặc rồi. Của con Na rồi. Chỉ có đam thằng sặc mới tồn tại được thôi. Ôi hẹo hết rồi kìa. Để tí coi đam của hai sặc hai bên đó nè, dễ xem hơn. Sặc bên mình hẹo rồi nha anh em. Thôi anh em thấy chưa, đánh mà tóc yếu hơn người ta là coi như thằng sặc khó chơi game lắm. Anh em muốn chơi game thì anh em phải có tóc cao hơn người ta thì thằng sặc của chúng ta mới chơi game được anh em. Với lại cái mộc thuẫn nó né được cái mộc thuẫn á thì thằng sặc nó mới đốt được. Nói chung là con này thì cũng sẽ dành cho những ông nạp tiền nhiều. Còn anh em nạp tiền ít ít thì nói chung là dùng để đi leo thụ mình thấy ok hơn á nè.
khi mà chúng ta đi BK. Đó, sạc hẹo bên kia anh em, bên kia cũng có sạc. Shizune đang bị đốt bởi sạc nha anh em, đang bị đốt bởi các hắc hỏa của sạc kìa. Nhưng mà cái máu nó là không rớt nhiều anh em ha, máu Shizune không rớt nhiều cho lắm đó. Cũng có rút anh em nhưng mà rút không Shizune là máy luôn ấy. Shizune bên mình đang bị dính các hỏa nha anh em. Trời hẹo ơi. Vãi cả nè, nó chọi tầm cái chừng tên thứ 3, thứ 4 thôi, đam nó to lắm anh em ơi. Bây giờ còn mỗi cụ Edo mà không dính hắc hỏa luôn kìa. Đây, khi mà sạc hẹo rồi thì không có dính hắc hỏa nha anh em. Khi mà sạc hẹo rồi á, sạc của team mình hẹo rồi á thì đánh thì sẽ mất hắc hỏa luôn, không gây được hắc hỏa nữa đâu. Sạc bên kia mát tiên thuật rồi nha anh em. Sạc của bên kia là tầm cái chừng 12 triệu công nha anh em. Má ơi, công gì mà ghê vậy trời. Chơi mát ứng làng lá đà mà có chỉ số phần trăm công nữa nè, may ra cái số công nó mới lên được nhiêu đó đấy. Nhưng mà cái chỉ số cơ bản công của thằng sạc này nó cao rồi mà anh em, 80 mấy ngàn lận mà. Đây anh em, ôi đam cũng được hết chứ nhờ, đam gần cả tỷ anh em. Nhưng mà cái này là cái điều kiện là con thằng sạc nó được chơi game lâu. Đây anh em, đam nè. Đó, cũng tạm được anh em ha, đam cũng ok. Chà, để mình BK thêm vài trận nữa đi nè, để dễ xem. Ok. Hàng này thì mạnh rồi, nên là cụ Edo dồn đam ngay cái pha đầu tiên anh em, thì thằng sạc nó không có cơ hội để mà nó thể hiện được nhiều ấy. Chắc bỏ bớt cụ Edo. Ui, trận này thua nè. Bỏ bớt cụ Edo ra thử nha anh em. Cụ Edo mạnh quá. Ok. Pha này thì để coi sạc có gánh team được hay không nha. Có hắc hỏa rồi, Shizune bị choáng rồi, xui quá. Rồi thấy chưa, không có Shizune bảo kê là gãy liền. Chị bị nổi anh em. Để coi trận này được Shizune được chơi game hay không nè nữa nè. Rồi ok, được chơi game rồi đấy. Chung này thì thằng sạc thì nó cũng bình thường em ha, cũng không có mạnh lắm. Và cũng như là nếu mà anh em muốn build trong cái đội hình hiện giờ đó anh em, để đánh với lại team âm dương rồi các thứ thì hơi khó anh em ha, hơi khó một tí. Rồi ở bên kia thằng Na, anh em để ý thằng Na nó đang có mọc thuẫn nha anh em. Na nè, Hida nè, có mọc thuẫn nè. Đó, cái đó bị phản đam anh em. Cái đó bị phản đam. Còn không team địch mà không có mọc thuẫn là thằng sạc này nó đốt ghê lắm nha anh em. Team bên kia thì nếu mà tóc thấp hơn thì bị cụ Edo đấm một cái là hẹo hết rồi anh em. Nên là thằng sạc này cũng không có thể hiện được nhiều đâu. Chưa kể cái hắc hỏa của nó nữa anh em. Trời ơi, trận này mà thua ta. Coi đam sạc. Trời ơi, đam sạc tầm 200 ngàn. Để mình đi đánh boss thử cho anh em xem ha. Nói chung là cũng tạm được anh em, con này ôi ôi hết boss luôn rồi. Leo thụ đi. Ồ thụ mát luôn rồi. À cái này còn nè anh em. Kiếm thụ nào mà có đào á, bỏ sặc vô đánh cho anh em xem. Chắc được nè. Đây. Để coi bên này có Shizune. Bên này có na đồ các thứ. Chơi thêm một con âm dương nữa đi, đào đi. Ok, thử cho anh em xem thằng sặc nó câu tờ luôn con đào như thế nào luôn nha anh em. Ủa không đứa nào dính hắc hỏa hết vậy ta. Ủa kỳ vậy. Ôi má ơi, nó dồn đam. Dồn đam ghê thiệt đó chứ. Từ nha anh em, để mình điều chỉnh cái đội hình lại. Má ơi, con quỷ này nó mạnh quá nè. Quỷ na này mạnh quá nè, cho nó vào team 2 đi. Ok. Rồi, như vậy thì sặc nó mới thể hiện được nha. Nhưng mà nãy giờ đánh không thấy hắc hỏa đây nè anh em. Ôi cụ Edo đấm kìa má ơi. Không thấy hắc hỏa luôn má ơi, nó đánh kìa. Cụ Edo mạnh quá.
Để mình coi cụ Edo của cũng Nam này mạnh cỡ nào anh em. Má ơi, cụ Edo kinh dị vậy trời. Trời ơi, 9 triệu công. Vãi cả trướng à, mang thỏ ngọc đồ nữa nè. Mát tiên thuật rồi nha anh em. Mát công luôn ạ. Ôi, không chơi cần tóc luôn, không chừng tóc luôn. Tóc tứ quý ba. Tóc tứ quý ba nha anh em. Trời ơi, đấm một cái há mỏ bó luôn anh em ơi. Mang ngọc công luôn nha anh em. Mang tất cả đều ngọc công hết này. Cái này có tóc có công nè. Ôi ơi, cái này ngon ghê chưa ta. Vừa có tóc vừa cái này là hai dòng công luôn chứ. Vãi cả là cái ấn. Ôi ơi, ứng xịn không nha anh em. Hèn gì má ơi, công nó cao. Đấm mấy con boss bỏ chạy luôn nè. Đấm mấy con boss bỏ chạy luôn à. Bên này bỏ cho ra đi. Team mạnh quá sợ boss gì không nổi. Đang test sạc mà không cho test sạc gì hết à. Nhưng mà ở tầm này sao đánh mấy con boss nó không bị dính hắc hỏa này mấy ông. Đó, thằng sạc nộ thì may ra mới dính thôi. Câu tờ được cái hồi máu của con đào luôn nha anh em. Giảm hồi máu của con đào với lại giảm hồi máu cho ra luôn đấy. May mà có cái quả là hồi máu của con đào với lại cái bức tử không là boss nó hấp diêm rồi. Đào biển ngon ghê anh em ha. Đào biển ok ghê luôn á. Nhưng mà đang thắc mắc tại sao ở bên này thì lại không có thấy hắc hỏa đây nè. Hay là mấy cái tầng này nó không có ta. Hôm qua mình test là có đấy anh em. Hôm qua lấy sạc vô đánh mấy cái thụ này là có hắc hỏa mà. Ủa bên kia có na cụ vĩ nữa hả. Coi đam thằng sạc ở bên này là anh em thấy rõ nhất nè. Nói chung là nó đánh cũng tạm được anh em ơi, chứ không gọi là xuất sắc lắm đâu. Không phải là bá đạo giống y chang như là con đào hay là Shizune đồ đâu. Nó là thuộc dạng là ở mức trung bình. Bởi vì hiện giờ thì em nó khá là khó được chơi game. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mộc thuận nó hơi câu tờ một tí. Team chúng ta tóc cao thì cái tỷ lệ thắng ta là đã cao rồi. Mà sức mạnh thì đến từ vị trí của cụ Edo với lại thằng Na cũng vĩ anh em. Cụ Edo hiện giờ là đang là bá chủ nha anh em. Đang hơi bị mạnh đấy. Để mai rảnh mình build cụ Edo mình lên thử coi. Đây anh em thấy không, nãy giờ mà nó đốt đâu được bao nhiêu đam đâu. Hắc hỏa này hình như là mới có một tầng ấy sao ấy. Đợi thằng sặc nó nổ thôi. Chứ team mình đánh vô thì cũng chả được không có thấy hắc hỏa luôn thì phải đó nè. Đây nổ được thêm phát nữa nè. Pha này không biết là coi được đam hay không nữa đây. Ôi bấm qua kiểu này đâu có coi được đam đâu nè em. Không coi được đam trận trận bên kia ha. Phải qua trận 2 anh em ơi, đảo qua tên item 2 ấy, chúng ta mới xem được đam. Trận 2 này lại không có đào. Để kiếm trận nào có con đào ở item 2 ấy, anh em yeah, xem cho nó dễ. Sạc này anh em, đam đó nè. Bị cá câu tờ hả ta, trời ơi, yếu xìu vậy. Team 2 hơi yếu anh em hả. Đó, anh em thấy không, đánh lên đâu có hắc hỏa đâu. Sạc đánh thì có. Ôi, team này khó test đó nha anh em, khó test thiếu. Bỏ cụ Edo qua là thấy bà tụi mày liền nè. Ôi cũng thua luôn ta. Đam sạc chưa được 1 tỷ nữa, mới có 400 triệu à. Đó, sạc ở dưới này anh em, chứ không phải sạc trên nha. Sạc trên là sạc âm dương rồi. Trời ơi, cái thủ đôi tới 1.300 hình như là tới cái tầm này thì không có gây được hắc hỏa thì phải đó anh em. Không có test boss Akatsuki để chúng ta test cho nó dễ. Ôi quỷ cá kìa. Đam bên này nó không có đồng đội đấm không có hắc hỏa anh em ơi, không có đánh hắc hỏa được. Mấy cái thụ cao anh em mình không thấy hắc hỏa luôn đấy. Ui ông này mạnh nè. Mạnh dữ vậy ta.
Có Si, có Conan đồ kìa. Nhưng mà tóc thằng Na này cao quá. Bên kia chịu không nổi anh em ha. Bây giờ bỏ Na ra thì cụ Edo đánh lên anh em. À sặc bị phản đam hẹo nè anh em. Trong một vài trường hợp mà team chúng ta không có Shizune nó không nổ được á, là thằng sặc nó hẹo liền nha. Bởi vậy mình nói là phải có Shizune bảo kê sặc nó mới chơi game được. Ồ là team mình thằng sặc nó bị hẹo sớm quá, team mình cũng chả có là các hỏa nào luôn em. Ôi mấy ông này lực chiến cao dữ vậy ta. Lại nha, team mà có tóc cao hơn thì cụ Edo với lại thằng Na lo hết rồi anh em. Lấy gì mà thằng sặc tới lượt thằng sặc đánh nữa. Đây cụ Edo đấm nè, bố ai mà đỡ nổi. Mọc Thẩn bây giờ là cũng là con số 0 luôn nha anh em. Đó, thằng sặc lại bị phản đam hẹo nữa. Trong khi đó là nó có cái khiên của con Shizune rồi đó nha. Mà đam to quá thằng sặc nó cũng chịu không nổi anh em ơi. Cái này là chơi chưa tới bốn âm dương à. Mới có 4 âm dương rồi nha anh em, chưa tới 5 âm dương. 5 âm dương thì bảo kê tốt hơn, đỡ bị phản đam bởi con Hidan lúc đầu game. Đó, lại bị dính đam nữa rồi. Nửa cây. Tuy nó có cái khả năng gọi là chuyển sát thương qua trong người con Hidan, nhưng mà Hidan đó nó không có lo được cho bản thân. Đó, lại bị phản đam chết. Nó chưa có lo cho bản thân cho nó xong nữa, huống gì mà nó lo cho thằng sặc anh em. Nên là nó cũng hơi bóp thằng sặc, nó hơi bóp con Hidan một tí nha. Nếu mà con Hidan hẹo thì nó sẽ bóp mấy con khác anh em. Bởi vì mấy cái tên đầu thì thằng sặc này nó sẽ chuyển mấy cái sát thương trên người nó qua trên người mà con tướng máu cao nhất ấy. Hẹo liên tục luôn anh em. Sặc hẹo liên tục. Trời ơi, kỳ lạ thiệt. Không có Shizune bảo kê là không chơi game được đâu. Đây, ví dụ như pha này cũng không có Shizune bảo kê luôn nha. Hidan hẹo luôn này. Nổ được nè. Có hắc hỏa nha. Chà, pha đó nổ hơi đau đấy. Tại vì team bên kia nó cũng hơi yếu á anh em. Nên là nổ nó không có Shizune bảo kê nên là nổ thẳng vô máu luôn ấy. Cũng được, tạm được. Lại bị chói. Ôi nhưng mà để ý nãy giờ sao nó không có hắc hỏa đây nè anh em. Không thấy hắc hỏa luôn này. Hay là do đánh mạnh quá, team bên kia nó bị hẹo hết rồi nên là mất hắc hỏa luôn anh em. Nó bị hồi sinh nhiều quá đấy. Đúng rồi anh em ơi, hồi sinh nhiều quá nên là không thấy hắc hỏa luôn. Cái này phải đánh vô boss đó anh em chúng ta mới thấy dễ. Nhưng mà boss cái thụ hiện giờ anh em hồi nãy đánh cho anh em thấy rồi đó. Cái thụ nó không có thèm dính hắc hỏa luôn đấy, là vậy đấy. Hay là lỗi lại bà nó rồi. Nè đánh thử trận này coi có hắc hỏa không nha. Có sạc luôn nha anh em. Không thấy hắc hỏa luôn nè, thấy chưa. Cụ Edo đấm xuống nữa nè. Đam AOE tàn tim nè. Không có hắc hỏa luôn. Má ơi, cụ Edo đấm mấy con boss thấy tội luôn á. Không có hắc hỏa luôn anh em. Đánh mấy cái ải leo thụ cao rồi cũng chả thấy hắc hỏa luôn. Chả biết nhà phát hành họ làm ăn như thế nào, nó khó hiểu thiệt á. Lúc có lúc không anh em. Giang giang díu díu mập mờ. Đó, nói chung sơ bộ về thằng sặc là như vậy anh em ha. Thì nói chung là em nó khá là khó chơi game nha anh em. Khá là khó chơi game ở cái meta hiện tại. Nếu mà anh em không có Shizune bảo kê tốt, hoặc là team của chúng ta tóc thấp, thì thằng sặc rất là dễ bị tiễn đi ở cái tên đầu tiên. Nguyên một team anh em luôn chứ huống gì là cái tên đầu tiên anh em. Mà để vẫn sẽ đang ở trong quá trình nghiên cứu nha anh em. Mình thấy thằng sặc vậy mình cũng ngại là xả cuồng ghê luôn á. Nó phải có cái kỹ năng gì đó mà xóa khiên được các thứ mới ớn ăn được. Đốt thì cũng bình thường anh em ha. Đây, như ví dụ như pha này nè, anh em thấy không, nó đốt thì cũng bình thường, đam cũng không to cho lắm. Thằng sặc rồi hẹo luôn rồi. À vẫn còn sống. Thằng sặc Susano bên kia mình thấy đam nó còn to hơn. Đó, ok anh em ha, sơ bộ là như vậy đi. Khi nào mà có những cái gì mới hay ho và sức mạnh của thằng sặc đó thì mình sẽ review ở trên kênh.
Anh em thấy hay hãy cho một like giỏi kênh nha, rất nhiều nha.